Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ủa vậy? Ủa? Cuối cùng thì ta cũng bắt được ngươi. Ủa mấy bạn ơi, hình như là mình mới vừa nghe tiếng ai đó cười với ông ta. Ủa mà kỳ vậy, cái tiếng này tiếng của ai vậy ta? Ủa mà khoan, từ hình như bây giờ đi mình xem đồng hồ coi. Ủa bây giờ là 3 giờ sáng mà tự nhiên không 3 giờ sáng mà có ai cười cái gì nghe ghê vậy? Mà cái tiếng nó rõ bạn ơi, hình như là ai cười ở gần nhà mình hay sao á. Ôi trời, sợ ma dữ vậy ta. Ôi trời, sợ ma quá. Nhưng mà khoan từ, tiếng đó ở đâu phát ra vậy ta? Trời ơi, sợ dễ sợ. Không được, mình là con trai mà các bạn. Con trai là không được yếu đuối vậy. Mình phải xuống dưới để kiểm tra xem coi bên dưới là cái gì mới được. Con trai là không được yếu đuối. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ, mạnh mẽ lên. Ok, bây giờ sẽ xuống dưới kiểm tra. Ôi, tiếng của ai cười trời ghê quá. Ôi là trời, sợ ma quá bạn ơi. Không biết ai tự nhiên không cười vào giờ này vậy. Ôi, để coi. Ở ngoài đây không có ai hết bạn ơi. Ôi, may quá, vậy là không phải ở trong nhà mình. Để nhìn ra ngoài đây coi. Ôi, trời là trời. Hello, quách cho em. Có ai ngoài đây không vậy? Ủa, hình như là không có ai hết bạn ơi. Khoan. Ui, có tiếng cười kìa. Ôi, trời. Ủa? À, trời ơi là trời. Hóa ra cái tiếng cười đó là của con nhỏ học sinh mới đáng ghét các bạn ơi. Ủa mà khoan, ủa cái này là cái nhà của nó đây hả? Trời ơi các bạn ơi, thì ra là con nhỏ học sinh mới. Cái nhà nó ở kế bên nhà mình luôn bạn ơi. Nhà nó đằng sau lưng nhà mình luôn nè. Trời ơi trời, mà tức kê luôn trời. Tự nhiên khi không, 3 giờ tối không chịu ngủ đi, đứng trong nhà cười gì nghe sợ ma muốn chết luôn à. Ủa mà nó làm gì trong nhà ta? Trời ơi trời, con nhỏ đáng ghét này. Từ từ để mình xem nó đang làm gì vậy. Ủa? Cuối cùng thì ta cũng bắt được ngươi. Dám cãi lời ta, ta sẽ giết ngươi cho bằng được. Ủa, cái gì trời? Ủa, bạn ơi, hình như là mình mới nghe nó nói là nó sẽ giết ai đó đúng không? Ủa trời, cái con nhỏ học sinh mới đáng ghét đi. Thôi, hóa ra là nó không hề tầm thường bạn ơi. Thì ra nó là một kẻ giết người. Ôi trời, mau khoan từ. Mình chỉ mới nghe nó bảo là nó tính giết ai đó thôi, nhưng mà hình như không phải. Hay là do mình nghe nhầm ta? Có nên báo công an không các bạn? Trời ơi mình sợ quá. Mà khoai từ, cứ để xem thử thêm lần coi. Nhiều khi mình nghe nhầm thì phải. Từ từ để mình nghe lại coi. Không biết đang nói gì ta. Nó đang nhìn mình kìa bạn. Tay nó còn cầm kiếm nữa. Chết mình rồi. Nó thấy mình rồi bạn ơi. Trời, vậy là mình sắp bị giết rồi hả? Trời, không được. Đóng mình phải đóng cửa lại. Trời ơi trời, nó nhìn mình kìa bạn ơi. Trời ơi sợ quá. Giờ sao đấy bạn? Mình có nên báo công an không bạn? Trời ơi chết mình rồi. Chết tôi rồi. Nó biến mất rồi. Tôi biết mất rồi, tôi đeo mất tiêu rồi bạn ơi. Trời ơi. Sợ quá. Bây giờ chắc là mình phải ráng ngủ thôi bạn ơi. Mình phải ráng ngủ đến sáng để ngày mai mình dậy mình qua bên nhà mình kiểm tra thử coi lỡ đâu nó giết người thiệt sao bạn. Nghe giọng của nó bây giờ đang sắp giết người vậy đó. Ôi, đáng sợ. Ôi, chắc là mình khóa cửa rồi, chắc nó không vô nhà mình được đâu. Ôi, đi ngủ. Đi ngủ đi, tỉnh táo. Sáng ngày mai mình sẽ qua bên nhà nó mình xem thử mới được. Ngủ thôi. Trời mệt quá trời quá đất luôn á trời. Hình như là trời sáng rồi phải. Mấy bạn ơi, nguyên hồi tối hôm qua bạn, mình không ngủ được luôn bạn ơi. Bạn coi nè, nhìn mặt mình buồn hiu luôn á bạn thấy không? Trời ơi trời, tại vì con nhỏ học sinh mới đáng ghét các bạn. Không hiểu rồi, tối hôm qua nó đang nói cái gì, nó kêu rằng nó giết người hay là cái gì, nó bảo là ta sẽ giết người. Gì nghe thấy ghê thấy mồ à, cho nên là tối hôm qua mình sợ quá, mình không ngủ được luôn bạn ơi. Đúng là con nhỏ học sinh mới đáng ghét, tại đó không mà mình không ngủ được. Trời ơi trời. Khoan từ,
Trời ơi, trễ giờ học mất tiêu tôi luôn rồi, xong tôi luôn. Ôi, thôi thôi, đi học nhanh thôi, mang theo ổ mì ăn, không thôi là đói chết luôn trời. Ôi, cái con nhỏ đáng ghét này, không hiểu tại sao nhà của nó lại xuất hiện đằng sau nhà mình ta. Mình nhớ nhà của nó đâu có xuất hiện ở sau nhà mình từ trước giờ đâu mà tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ta. Bí ẩn kỳ cục thiệt chứ. Ôi, con nhỏ học sinh mới đáng ghét này. Ủa mà khoan, từ hình như là con nhỏ này nó chưa đi học mấy bạn ơi. Hóa ra con nhỏ này cũng đi học muộn á bạn ơi. Trời ơi trời, mình cứ tưởng là nó học giỏi lắm chứ ai về đâu cũng học muộn y hệt mình. Khoan các bạn ơi, mình mới nghĩ ra cái ý này hay lắm mấy bạn. Bây giờ nếu như mà mình đi học muộn đúng không thì thầy sẽ la mình, nhưng mà nếu con nhỏ này nó đi học muộn hơn mình luôn thì thầy sẽ la nó mà không la mình nữa. Hợp lý hợp lý, tại sao mình không nghĩ ra ta. Bây giờ làm cách nào để cho nó đi học muộn người ta. Có mấy cái hàng rào bên đây nè. Ok mình nghĩ ra cách rồi bạn ơi, bạn coi mình nha. Đây lụm cái hàng rào nè. Lụm hàng rào mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ xây một cái hàng rào ở trước nhà nó, mình chặn nhà nó lại không cho nó đi học luôn, vậy là nó sẽ đi học muộn và thầy sẽ la nó và thầy không la mình. Ok hợp lý, mày chết mày tao con. Ok để cái hàng rào nè, để hai cái vào đây luôn. Khoan, ơi chưa đủ, phải qua lấy thêm một cái nữa bạn ơi, phải chặn hết cái đường nhà lại luôn. Ok. Kỳ này đi học trễ nha con, thế nào cũng bị thầy la cho mà coi. Chặn đường thế này còn lâu nó mới chạy xe đi học được các bạn ơi. Ok. Ủa mà khoan các bạn ơi, mấy bạn có nhớ hồi tối hôm qua mấy bạn nghe nó nói gì không? Hồi tối hôm qua hình như là mình nghe nó bảo là nó đang giết ai đó thì phải. Cái con nhỏ này đáng nghi thiệt chứ. Chắc chắn là ở trong căn nhà này có chứa một cái điều gì đó bí ẩn mấy bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chiều nay mình sẽ gọi đi học về xong, mình sẽ lén vô trong nhà nó để xem coi có điều bí ẩn gì trong ngôi nhà của nó mấy bạn ơi. Nếu như mà con nhỏ này nó giết người thiệt các bạn thì mình báo công an, thì mình sẽ được gọi là lên trên báo, là người gọi là phá được vụ án giết người. Ê, trời ơi trời, cũng hợp lý phết đấy ha. Mà khoan từ, hình như mình trễ giờ học rồi. Con nhỏ đáng ghét, còn lâu mày mới đến trường được, tao chặn đường rồi. Ok, thôi đi học mấy bạn ơi, trời ơi, trễ giờ rồi. Không sao, trường học ngay trước mặt rồi. Thế nào cũng đến trường kịp mà, không sao. Ủa ơi, ủa ơi, cái gì vậy? Tay đua đến được. Ê, cái gì vậy? Dừng lại, tao đó nghe. Ủa gì vậy Kairon, trời ơi, bạn đi ra cho mình đi vào trường học không thôi là thầy cô la mình á, trễ giờ học mất tiêu rồi. Trời, hôm qua mày không nhớ tôi dặn gì hả? Ủa, hôm qua bạn dặn mình gì ta? Tính ra là hôm qua Kairon dặn mình gì mình quên mất tiêu rồi bạn ơi. Không nhớ nè. Cái gì bạn quên mất vậy? Hôm qua là tao dặn á là mỗi ngày đi học là phải gọi là đưa tao 15.000 tiền bảo kê. Rồi giờ 15.000 đâu? Ủa, cái gì? Trời ơi, Kairon ơi, bạn tha cho mình đi cai. Mình nói bạn nghe nè, nhà mình nghèo lắm, mình còn không có tiền để đi học nữa cơ. Mỗi ngày á mình chỉ có một ổ bánh mì để mình đi ăn sáng thôi. Bạn tha cho mình đi. Một ổ bánh mì tao không cảm cho mày coi, không cảm sao? Được rồi. Nếu mà bây giờ mày thiếu tao 15.000 đúng không? Thì được, tao sẽ đánh mày 15 cái để trừ nợ, được không? Tôi nói bạn nghe nha, bạn mà đánh tôi tôi mát thầy giáo, thầy giáo phạt bạn á. Mát hả? Tao sẽ đánh cho mày một trận như tử luôn. Tha tôi đi. Ai người kia? Trời ơi, Sim ơi, cứu mình với. Kairon tính quýnh mình đó, Sim ơi. Nè, hai cái làm gì mà gọi là đánh nhau vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trời ơi, tôi kể Sim nghe nè. Tôi trễ giờ học rồi, tôi muốn vô trong lớp rồi. Nhưng mà Kairon chặn đường tôi lại á, tất cả tại Kairon. Kairon, nè, tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi không được đánh người ta mà. Có đâu, tôi có đánh đâu. Thằng này mày coi chừng tao mày. Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ là chị học lắm rồi, hai người vô đi. Hai người đi học đi, một mình à. Đi đua xe đây. What? Ủa? Ê, Kai ơi, Kai. Trời ơi trời, suốt ngày không chịu học hành cứ đi đua xe hoài. Trời ơi trời, như vậy là không được rồi các bạn ơi. Ủa mà khoan từ, cảm ơn Sim nha. Không có Sim mình đi nữa, thế nào Kairon cuốn tôi chết. Thôi, bây giờ ông vô đi, tôi không có ghi tên ông vào sổ đâu. Nhanh lên. Ok, rồi, Sim cứ vô lớp học trước đi. Trời ơi bạn ơi. Ôi, may quá, may mà có Simmy không thôi là chết mình rồi. Mấy bạn có biết vừa rồi là ai không? Giới thiệu bạn luôn, đó chính là tên Kairon đáng ghét các bạn ạ. Đây là một tên đầu gấu ở trong trường. Và cái tên đầu gấu này các bạn là đồng bọn của tên Mr. Dịch đó. Hai tên này là hai tên đầu gấu phá phách và gọi là học dốt nhất trường mình luôn các bạn. Ôi, nhưng mà cũng may là có Simmy, không thôi xém nữa mình bị đánh sắp mặt rồi. Ôi, sợ dễ sợ, ok. Thôi, cũng không khoáng tư, quên mất. Mình còn phải vô lớp học nữa chứ, quên. Trời ơi trời. Ủa mà không sao, mình trễ có xíu thôi nhưng mà con nhỏ đáng ghét
Sammy á, thì sáng nay mình chặn đường ở lại rồi, còn lâu mới đến trường học được. Trời trời, vui quá, xá là vui. Hey, không biết tới giờ này thầy có la mình không ta. Nhưng mà thôi, chắc không sao đâu bạn ơi. Tại vì là có một người còn đi học trễ hơn cả mình nữa mà, đó chính là Sammy chứ ai. Trời ơi, con nhỏ học sinh mới đáng ghét. Ok. Hey. Hey, dạ thưa thầy, em mới tới. Hả? Trời ơi là trời, Phong ơi là Phong, sao suốt ngày em cứ đi học muộn vậy hả? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ dạ dạ, vâng vâng, em xin lỗi thầy rất là nhiều luôn. Ôi, nhưng mà thầy ơi, em nói thầy nghe nè, là do hồi tối hôm qua em không ngủ được, cho nên là buổi sáng em mới dậy muộn, cho nên em mới đi học muộn mà thầy, thầy thông cảm cho em đi. Với lại em nói thầy nghe nè, đâu phải là có một mình em đi học muộn đâu, tính ra là còn có một bạn còn đi học muộn hơn cả em luôn á thầy, mà thầy chưa phát hiện thôi. Em nói cái gì vậy? Tính ra là em là người đi học trễ nhất luôn á, mà làm gì có ai đi học trễ bằng em nữa. Ủa thầy nói gì vậy thầy? Tính ra thầy là có một bạn học sinh còn đi học trễ hơn cả em nữa cơ, đó chính là bạn Sammy thầy, bạn học sinh mới á. Trời trời, con gái con lứa gì đâu mà đi học muộn thầy. Ôi, hồi sáng nay em đi ngang qua nhà em thấy còn chưa đi học nữa cơ, còn muộn hơn cả em nữa mà. Em nói tào lao cái gì vậy? Sammy đang ở bên dưới lớp học kìa, Sammy còn đến sớm hơn cả em đó. Ủa cái gì kỳ thầy? Rõ ràng là sáng nay em thấy Sam chưa đi học mà. Nè thầy nhìn đi, Sam đâu? Sam đâu? Ủa? Hello. Ủa? Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa? Ờ mấy bạn ơi, rõ ràng là sáng nay mình chặn đường nó lại mà mình đâu cho đi học đâu, mà sao tự nhiên nó lại xuất hiện trong lớp vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Gì kỳ cục vậy ta trời? Chẳng lẽ có ma hả trời? Ôi con nhỏ này, mình phải lại mình hỏi nó mới được. Ê con nhỏ kia. Con nhỏ. Ủa? Gì? Rõ ràng là hồi sáng nay tôi chặn đường của... Quên, không được nói cho nó biết các bạn ơi. Ê, rõ ràng hồi sáng nay là tôi thấy bà đi học muộn mà sao nay bà có mặt ở đây rồi. Ủa là sao, còn bị khùng hả? Tôi đến đúng giờ mà. Đâu mà. Ủa? Đi mua. Rõ ràng hồi sáng nay là tôi thấy bà đi muộn. Tức quá mà. Thầy ơi, bạn này chắc chắn là bạn này trốn vô lớp á thầy. Thầy phạt bạn đó đi thầy. Ê, cái thằng nhóc Phong cận này đã đi học muộn rồi mà còn ồn ào nữa. Em mau ra ngoài đứng ngoài hành lang cho tôi, không được vào lớp nữa nghe chưa. Ủa gì kỳ thầy, rõ ràng là em đến trước Sammy mà sao thầy phạt em? Ủa gì kỳ vậy? Ơi ơi. Ê em nhỏ kia, cười gì đó, nhớ mặt gì tôi không? Nha, nhớ mặt tôi á. Tức quá đồ ngốc. Con nhỏ đáng ghét này, nhớ mặt ta đó. Ôi, trời là trời, tức quá các bạn ơi, tức quá mà. Rõ ràng là hồi sáng nay mình đến lớp trước con nhỏ này mà ta, mình còn chặn đường nó lại, không cho nó đi học nữa mà tại sao nó vẫn đến lớp được vậy ta? Ôi con nhỏ này nó bí ẩn quá bạn ơi, không biết nó là cái loài gì vậy. Trời trời, hình như là nó không phải con người bạn ơi. Rõ ràng là không có ai mà có thể mà dịch chuyển một phát một từ nhà đến lớp học nhanh như vậy được. Ôi, tức quá mà, vậy là mình bị phạt mất tiêu rồi. Tức quá. Ôi, trời trời, con nhỏ đáng ghét này. Ôi, thôi đành chịu thôi chứ giờ sao. Đến muộn rồi giờ bị phạt các bạn ơi, các bạn nhớ nè, là đừng bao giờ đi học muộn giống như Phong nha. Đi học muộn xong giờ bị phạt à, bực dễ sợ. Trời ơi, kỳ này sắp bị hạ hành kiểm rồi. Cái gì vậy? Trời buồn ngủ quá. Ơi cái gì? Trời ơi là trời. Trời ơi, con nhỏ đáng ghét này kêu gì vậy? Trời đất ơi, người ta về hết rồi, ông đứng đây làm chi vậy? Ơi, ủa về hết hả? Buồn ngủ chết luôn à. Công nhận là ông giỏi thật ý. Sao? Sao ông? Sao? Mà còn ngủ được luôn à? Đúng là siêu nhân thật. Kệ tôi. Tính ra là tôi bị phạt thì tôi ngủ, kệ tôi, liên quan gì đến bà. Ủa mà thôi, bây giờ bà về nhà đi, chứ bây giờ bà ở trong trường làm gì hả? Hình như là có ai đó sáng chặt cửa nhà tôi đúng không ta, mà tự nhiên vào lớp bị phạt. Trời ơi, đáng đời, leo leo. Con nhỏ kia đứng lại. Ê, nhớ mặt tôi nha, lần sau á tôi sẽ chôn cho bà khóc luôn. Sợ quá. Trời đất ơi, trời con nít luôn mà. Về đây, bleo. Cút đi, cút xéo đi. Con nhỏ đáng ghét. Tức quá mà, như vậy là mình không làm gì được nó hết bạn ơi. Bực bội, dễ sợ luôn. Tức
ghê luôn á trời. Lần sau ha, mình sẽ cầm cái cuốc đây nè, mình cuốc vô trong đầu luôn cho nó khóc nhè luôn bạn ơi. Con nhỏ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vì nó mà mình bị phạt, bực ghê luôn á trời. Nhưng mà tức ở chỗ là không làm gì được nó chứ. Thôi, chắc đi về luôn đi chứ trong trường làm gì nữa, bực bội dễ sợ luôn bạn ơi. Tức quá mà các bạn. Hồi sáng nay mình đi học á thì mình bị tên Chiron đầu gấu đánh. Còn bây giờ á, vô trong lớp rồi ha, lại còn bị thầy phạt nữa, lại còn gặp con nhỏ Sammy đáng ghét nữa chứ. Bực dễ sợ luôn trời. Tức ơi là tức luôn á trời. Tức quá mà. Bây giờ phải làm sao đây ta? Phải làm sao thì mới cho được con nhỏ Sammy đáng ghét này nè các bạn. Ủa mà khoan, nhắc đến con nhỏ Sammy đáng ghét này mình mới nhớ bạn ơi. Rõ ràng là hồi sáng đây nè, mình ở trong nhà nó, mình nghe rằng là nó bảo là nó đang giết cái gì đó bạn ơi. Mình nghi lắm nha. Có khi nào con nhỏ này là nó hung thủ, hoặc là gọi là một tên sát nhân giết người không bạn? Con nhỏ này nó đáng nghi lắm bạn ơi. Ok, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ về nhà, mình kiếm gì đó mình ăn trước đã, cho nó no bụng đã. Sau đó bắt đầu mình sẽ qua bên nhà nó để mình xem coi liệu rằng tối hôm qua nó kêu giết là giết cái gì nha các bạn. Con nhỏ này đáng nghi lắm á. Ok, mấy bạn hãy cùng với Phong Cận Thám Tử, chúng ta cùng sẽ cùng nhau tìm ra được bí ẩn này nào. Let's go, đi thôi. Ôi trời trời, buồn ngủ muốn chết luôn bạn ơi. Tính ra là mình đứng ở đây từ nãy giờ được 30 phút luôn rồi đó. Mình đợi cho con nhỏ Sammy, học sinh mới đáng ghét đi ra ngoài thì mình mới vô trong nhà của nó, mình kiểm tra nhà nó được. Chắc chắn trong nhà nó đang che giấu một cái điều gì đó bí ẩn mấy bạn ơi. Rõ ràng thì tối hôm qua mình mới nghe nó nói, nó kêu nó giết cái gì đó. Hôm nay phải vô nhà nó để kiểm tra mới được. Nhưng mà bây giờ ở trong nhà sao mà vô được ta? Chắc mình phải chờ ra ngoài mới được. Chắc đợi tí nữa cũng ra ngoài thôi. Thôi ráng đợi vậy, mệt muốn chết luôn à. Ui nó ra, núp mấy bạn ơi. Thấy rồi mấy bạn ơi. Thấy rồi. Hôm nay là ngày rất là đẹp trời luôn. Bây giờ mà đi chơi chắc chắn sẽ rất là vui luôn nè. Để xem còn ai không ta. Ui núp. Ok. Ok, không có ai hết. Bây giờ chủ thần của ta hãy xuất hiện. Ok, chủ thần chở ta đi chơi nha. Mấy bạn ơi, trời mấy bạn ơi, tính ra mấy bạn có thấy gì mình mới vừa thấy không? Hình như là mình mới thấy nó leo lên cây chổi sau đó bay đi mấy bạn ơi. Trời, làm gì trên đời này có người nào mà leo lên cây chổi xong bay đi được trời? Chắc chắn nó là ma rồi, chắc chắn nó là yêu quái. Trời ơi, đáng sợ mấy bạn ơi. Trời ơi trời, vậy là trong ngôi nhà này chắc chắn sẽ có điều gì đó rất là bí ẩn. Không thể nào mà không khám phá. Phải vô mới được. Nó đi mất tiêu rồi. Ok. Chưa gì đứng ở ngoài cái ngôi nhà này á bạn, là mình đã cảm thấy u ám, đã cảm thấy một cái gì đó rất là đáng sợ rồi. Vô trong nhà chắc chắn sẽ có gì ghê hơn rồi nè. Để vô nhà thử coi. Mở cửa nè. Vô trong nhà để xem coi trong nhà có gì không nha các bạn nha. Đóng cửa lại. Hello. Chắc chắn là không còn ai ở nhà rồi. Ok. Để vô coi. Chắc có gì vui lắm nè. Cái gì vậy? Trời. Cái gì vậy trời? Xương người. Trời ơi mấy bạn ơi, mình đang thấy cái gì vậy? Tại sao trong nhà lại có xương người chứ? Trời, bạn coi nè, 1, 2, 3, 4, 5, trời, 5 bộ xương người. Có khi nào con nhỏ này là một mụ phù thủy chuyên đi ăn thịt người không bạn? Bắt cóc trẻ em ăn thịt người. Trời, đáng sợ quá. Trời, chết tôi rồi. Vậy tôi học chung với phù thủy mọi người ơi. Tôi học chung với yêu quái. Trời, ghê quá. Để mình lên trên lầu coi trên lầu có gì khác không. Để coi, có ai không? Hình như là không có ai hết. Ok. Ôi, cái gì thế này? Ui, mấy bạn coi kìa, trong phòng nó còn có thêm xương người nè. Ui, với lại cái con gì bay bên kia kìa các bạn. Ôi trời, đáng sợ quá. Để mình lại gần xem coi. Ê, đừng có hù tao nha mày, cái con kia. Đừng có hù tao nha. Để xem coi. Mấy bạn ơi, hình như đây là một con bạch tuộc hay là con ma gì đó đang bay nè các bạn ơi. Trời, ghê quá à. Để xem coi, cái gì đây? Ôi trời, trẻ người đã làm đôi luôn nè. Cái gì ơi, con nhỏ này chắc chắn là không phải người vậy bạn ơi. Chắc chắn đó là phù thủy hoặc là yêu quái gì đó rồi. Ôi, có đầu rồng nữa nè. Trời, ghê quá à. Cái gì đây? Đốt lửa trong nhà. Rồi còn gì đây? Sách phép thuật. Rồi cái gì đây? Có mấy bình thuốc gọi là chế phép thuật hay gì nữa nè. Đừng có nói đây là mấy cái bình thuốc phép thuật nha. Trời, an toàn, để mình xem coi. Cái này là gì đây? Một cái rương có chứa rất là nhiều thứ, mọi thứ trên đây luôn bạn ơi. Cái gì đây? Gậy chịu hồi nhện là gì? Đâu thử coi. Các bạn ơi,
hình như mình mới thấy cái triệu hồi ra con nhện. Ôi, để kiểm tra thêm coi, hình như là còn nhiều các bạn ơi. À, gậy bắn bóng lửa nè, gậy triệu hồi zombie. Wow, nhiều gậy quá vậy. Trời. Ồ, xịn nha. Đâu để mình thử lấy cái cây gậy này coi. Cây này gậy này là gậy gì đây? Ô, wow, nó chưởng được nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, xịn dữ rồi ta. Ồ, nghe đúng nhà này là nhà của phù thủy rồi. Ôi trời, vậy là con nhỏ là phù thủy các bạn ơi. Ồ, nhưng mà khoan, tại sao trong nhà lại có xương người? Chẳng lẽ là nó là một mụ phù thủy chuyên ăn thịt người? Trời. Ôi ơi, đáng sợ quá, chết tôi luôn. Ôi, còn gì khác không ta, để xem coi. Bên kia. Ôi cái gì vậy? Ôi, cái con nhỏ đáng ghét. Ngươi về nhà lúc nào vậy? Hả? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã biết bí mật của ta rồi phải không? Ủa, ta đâu biết gì đâu. Không biết gì hết trơn. Không biết gì hết. Không biết gì hết hả? Vào căn phòng này rồi mà ngươi không biết cái gì hả? Đừng có nói sao. Ok ngươi luôn. Ta đã biết hết tất cả bí mật của ngươi rồi. Nhìn mặt ta đi. Nhìn mặt ta có sợ ngươi không? Ta biết hết bí mật rồi. Hey, ngươi chính là một phù thủy. Còn đây là căn phòng của ngươi. Ha, ngươi là phù thủy. Ngươi không phải là con người. Bây giờ ta sẽ báo công an bắt ngươi. Công an hả? Đúng rồi. Ủa gì? Trời đất ơi, ngươi không biết ta là một phù thủy hay sao? Mà phù thủy làm sao mà sợ con người được? Trời đất ơi, đúng là con nít. Con nít cái gì? Ngươi dám kêu ta là con nít hả? Ta báo công an liền á, ta báo thiệt á, không báo giả đâu. Ta không cần nói nhiều với ngươi nữa. Nhưng điều quan trọng là ngươi đã biết bí mật của ta. Mà những kẻ mà biết bí mật của ta thì sao? Thì những kẻ đó phải chết. Làm ơn thả tôi, làm ơn thả đi bà. Đừng mà